Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ. Như quý khán thính giả đã biết, trong vài tuần qua, Giáo Hoàng Francis thứ nhất đã ký một văn bản để chúc lành cho các cặp hôn nhân đồng tính. Nhưng Giáo Hoàng khẳng định, chúc lành không có nghĩa là thánh hóa việc hai người đồng tính chung ở với nhau như là vợ chồng, không thể hiểu đó là hôn nhân, là bí tích hôn nhân được. Bí tích tiếng Anh họ gọi là sacrament. Không thể nào hiểu đây là một sacrament được. Nó chỉ là một sự chúc lành thôi. Ngay lập tức, Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất đã bị Hội đồng Giám mục Ba Lan và nhiều hội đồng giám mục ở Phi Châu lên tiếng phản đối, cho rằng những hành động mà có sắc dục ngoài hôn nhân ra là tội lỗi, là đi ngược lại với Thánh Kinh, là đi ngược lại với Phúc Âm và đi ngược lại với các Thánh Thư, mà đó là nền tảng của Thiên Chúa Giáo, thì điều này không có được. Coi chừng đây là hành động của Satan. Trong khi đó thì Giáo hội Thiên Chúa Giáo chính thống Đông Phương đã lên tiếng rất rõ ràng. Những gì mà Giáo Hoàng Francis thứ nhất nói chỉ là ở bên phía của Roma, không liên quan gì đến Giáo hội Chính thống Giáo, vì Giáo hội Chính thống Giáo không có chấp nhận quan điểm đó. Giáo hội Chính thống Giáo vẫn giữ nguyên các quy trình và những quy định về bí tích hôn nhân mà do Đức Giê-xu đã thành lập. Chỉ có một người nam và một người nữ, không thể nào mà chúc lành cho hôn nhân đồng tính. Chúc lành cho hôn nhân đồng tính là sự thỏa thuận với tội ác. Thưa quý khán giả, trong thực tế xã hội thì chúng ta thấy họ cũng nói khuynh hướng tự nhiên như là một đồng tiền có hai mặt, mặt lúa và mặt hình, nhưng ở bên cạnh cái góc cũng có, và chính họ là cái góc đó. Thì phải công nhận họ chứ, thực tại của xã hội mà. Đời nào cũng có chứ không phải bây giờ. Thời xưa đó, người ta gọi đó là tội lỗi của thành Sodoma, Gomorra, mà trong Cựu Ước Thiên Chúa đã sai lửa từ trời xuống thiêu hủy họ vì tội lỗi đó. Tức là đồng tính luyến ái hoặc là ấu dâm. Về vấn đề điều hành con người thôi, thì điều đó có thể là vấn đề xã hội. Nhiều người chấp nhận, cho rằng con người thì như thế. Nhưng mà đây là vấn đề giáo hội, là luân lý, là một tôn giáo. Thì những vị hồng y như là hồng y Raymond Burke của nước Mỹ đã lên tiếng phản đối cực lực và cho giáo hoàng này là giáo hoàng đi ngược lại với Thánh Kinh, là quỷ sa tăng, là ngụy giáo hoàng. Đây không phải là lời tôi nói, mà đây là lời khẳng định của hồng y Raymond Burke, là một trong những hồng y nổi tiếng ở giáo triều Vatican. Và ở bên Mỹ thì có giám mục Henry Patrick ở địa phận Tyler thuộc miền trung của Texas cũng đã lên tiếng, và giáo hoàng nói rằng vì ông này điều hành giáo phận Tyler trong sự chia rẽ nên đã cách chức giám mục Henry Patrick. Bây giờ ở bên Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang có một cao trào chống lại giáo hoàng về quyết định chúc lành cho các cặp hôn nhân đồng tính. Thì hôm qua, bên Vatican, Hồng Y Victor Manuel Fernandez là người đứng đầu Bộ Tín Lý. Tiếng Anh họ gọi là Vatican Dicastery for the Doctrine of the Faith. Đã ký một văn kiện thay cho Đức Giáo Hoàng. Văn kiện này khoảng 11 trang, cắt nghĩa về vấn đề thế nào là chúc lành cho cặp hôn nhân đồng tính. Trong đó, Hồng Y Victor Manuel Fernandez nói rất rõ, đó là một trong những điều kiện những cặp hôn nhân đồng tính này
được chúc lành là họ không phải là những giáo dân đi dự thánh lễ thường xuyên. Họ coi như là những người khách vào trong nhà thờ thì được Thượng Đế đón chào. Welcome. Chúng ta phải cho họ là những người ở ngoài khi vào cảm thấy rằng họ được đón nhận bởi cộng đoàn dân Chúa nơi đó và bởi Thượng Đế. Nên Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã đưa ra thêm một điều kiện, đó là muốn được chúc lành trong giáo hội, cặp hôn nhân đồng tính đó không phải là những giáo dân đi lễ thường xuyên, mà có thể lâu lâu đi một lần hoặc là từ nơi nào đó về tới nơi đó thì được. Chuyện này thì nhiều người nói ô lạ nhỉ, như vậy là cổ suý cho việc không đi dự thánh lễ thường xuyên. Vì một trong 10 điều răn đó là phải giữ ngày Chủ nhật, phải đi lễ thường xuyên mới là tín đồ ngoan của Thiên Chúa Giáo. Bây giờ đó, không đi lễ thì mới được chúc phúc. Vậy thì những người đi lễ mà họ là cặp đồng tính thì không được chúc phúc. Sao ngộ thế? Nó chéo cẳng ngõng. Cắt nghĩa như thế của Hồng Y, người đứng đầu của Bộ Tín Lý của Vatican, sao kỳ thế nhỉ? Nhưng mà việc ký tên này bởi Hồng Y Victor Manuel Fernandez là người đứng đầu Bộ Tín Lý lại được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất. Thế là nhiều hội đồng giám mục bây giờ ồn ào về chuyện này. Sao mà Giáo Hoàng và Bộ Tín Lý nay bây giờ là bất nhất, lộn xộn như thế à? Chẳng lẽ luân lý của giáo hội bị đảo lộn rồi à? Vậy thì những lời tiên tri nói rằng ở thời mạt thế, luân lý của giáo hội không còn nữa, người ta không còn tuân theo tự nhiên mà người ta cắt nghĩa một cách rất là sống sượng về vấn đề cuộc sống luân lý như thế. Thưa quý khán giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Trong vấn đề này thì tôi nói tôi là một người Thiên Chúa Giáo bảo thủ, nhưng tôi tin vào sự phán đoán của Giáo Hoàng. Nhưng mà đó, vì phán đoán của Giáo Hoàng tôi thấy có những cái sự mà khó hiểu, tôi đợi thêm nữa, tôi chưa có bình luận hơn thêm. Vì sao? Vì quả thật những gì mà Giáo Hoàng nói là chúc lành cho cặp hôn nhân đồng tính, nó không có đi với phúc âm, nó đi ngược lại với thánh thư của Thánh Phaolô. Dẫu vậy, Giáo Hoàng là đầu của giáo hội, và theo công đồng Tridentino, khi Giáo Hoàng ngồi trên ngai Thánh Phêrô tuyên bố về luân lý và đức tin thì đó là tín điều không thể sai lầm được. Đó là đức tin của bên Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà tôi thấy về vấn đề luân lý này, dầu Ngài chưa ngồi lên trên ngai Thánh Phêrô để tuyên bố, nhưng coi là bộ sự phản ứng của các hội đồng giám mục cho thấy không có hợp với nền tảng của phúc âm. Tôi đợi xem thử giáo hội sẽ đi về đâu với những quyết sách là hòa mình với thời đại, chấp nhận cách sống như thế mà nhiều người đã lên án, nói rằng chính vì sống như thế nên Thiên Chúa đã sai lửa từ trời xuống đốt sạch hai thành Sodoma và Gomorra. Nếu giáo hội chấp nhận cảnh này thì mai mốt là ngày mạt thế, lửa từ trời sẽ thiêu rụi giáo hội mà không có trong sạch y như thời xưa ở dưới thời của Sodoma và Gomorra. Rất là lo âu. Một bên thì muốn giáo hội phát triển và hòa mình vào xã hội là Giáo Hoàng Francis thứ nhất. Còn một bên nói rằng giáo hội Thiên Chúa Giáo tuân theo những lời dạy của Đức Giêsu, những lời dạy của Thánh Thư Thánh Phaolô, không có compromise, tức là không có điều đình với tội ác được như thế này. Chuyện những người mà họ sống theo phong trào đó là xã hội, còn tôn giáo phải là tôn giáo, thì đó mới là đạo Công Giáo. Còn không thì không còn hình ảnh của đạo Công Giáo như là sự định nghĩa của Thánh Phaolô. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.